Đây là những bức ảnh của Avinash Gupta và Amit Seth. ra giống Sika có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng ba cô cả hai đều giống nhau thì không bao giờ có thể là ngẫu nhiên được. Làm sao Samaira có thể là Sika? Lần trước mình có nghi ngờ mình đã tự điều tra mọi thứ kể cả DNA của cô ấy làm sao điều này có thể xảy ra được bây giờ chưa có cách để biết người chúc phúc này là ai hắn ta là ai ai chúc phúc cho mình Alo, nghe đây tôi có việc nhờ anh tìm hiểu xem Amisek à, ở Thụy Sĩ là ai, nơi ông ấy ở và ông ấy làm gì. Được thưa anh. Mẹ ơi, ăn chút gì đi. Suha, hôm qua tới giờ chưa ăn gì cả em ăn chút gì đi em không thấy đói em không muốn ăn bất cứ thứ gì cả sao lại không ăn được chứ em ốm đó nếu em ngã bệnh thì tốt quá em sẽ thoát khỏi cuộc sống này mẹ ơi ăn chút gì đi chú nê rai cháu đi đâu vậy mừng là cháu quay lại cháu đến nói với dì đi dì cứ kiên quyết không ăn gì cả chú à cháu phải đi sao cháu lại đi cháu đi đâu cháu rời khỏi ngôi nhà này mãi mãi cái gì cháu đang nói gì vậy cháu đã ở cạnh gia đình chú đến giờ Cháu ra khứa sẽ ở bên cạnh gia đình Cho đến hơi thở cuối cùng Nhưng chú tha thứ cho cháu Cháu phải thức hứa rồi Không đi ra Cháu đừng đi đâu cả Vì à, cháu đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định như vậy Cháu không thể giúp Si Kha được nữa Nơi ra có chuyện gì vậy cháu Bởi vì những gì Si Kha nói Cô ấy nói rất đúng Si Kha nói gì Đó là lời nói trong tức giận Lúc đó con bé quá sốc trước cái chết của em trai Mới nói vậy thôi Cháu à Nê Rai tôi ngạc nhiên là vì anh thấy bị xúc phạm Bởi những lời nói của chị Si Kha Anh hiểu tính của chị ấy mà Sao lại hiểu sai về chị ấy được Không sai ba hi Tôi đã mất quá nhiều thời gian để hiểu Si Kha Lẽ ra phải đi từ lâu rồi Ít nhất điều khủng khiếp này Đã không xảy ra với gia đình Cháu đừng tự trách mình bằng cách nhận hết mọi trách nhiệm về mình. Thành thật mà nói, chúng ta sẽ không cảm thấy cô đơn nếu không có cháu. Chuyện này có thể trở thành sự trừng phạt đối với chúng ta. Làm ơn đây ra, đừng đi mà cháu. Chú ơi làm ơn, đừng bảo cháu ở lại. Chú cứ cố gắng ngăn cản cháu, thì cháu cũng từ chối thôi. Và chuyện này sẽ căng thẳng. nê ra chúng ta đã mất đi một đứa con trai rồi cháu lại muốn chúng ta mất đi đứa con trai còn lại hay sao vì à cháu cũng không muốn mất đi gia đình này nhưng cháu có thể làm gì đôi khi cảm xúc mạnh mẽ hơn hoàn cảnh hãy coi đó là sự bất lực của cháu và chuyện này tốt cho tất cả mọi người này rai về đám tang đó không phải ý của ba ba mẹ đến đó vì sự nài nỉ của sa xin chào anh có phát hiện ra điều gì không cái gì Amisec là một ông trùm kinh doanh ở thụy sĩ anh có chắc không? Anh có kiểm tra đúng không? Hoàn toàn đúng. Tôi đã bao giờ cung cấp cho anh bất kỳ thông tin sai chưa? Được rồi. Điều đó có nghĩa là người chúc phúc đã lừa mình. Và mình lại tin người đó. Và đang nghi ngờ sao mai ra. Nhưng không còn nữa. Ông Wewisher. Bây giờ nếu ông còn cố lừa tôi Tôi sẽ dạy cho ông một bài học Cái gì? Dạ chị Anh hãy gặp mọi người lần cuối cùng Rồi rời đi Anh nói sẽ rời khỏi thành phố mãi mãi Và đi rất xa Mahi Chị sẽ nói chuyện với em sao Bắt điện thoại Nê Rai Bắt điện thoại lên đi Nê Rai Bắt điện thoại đi Nê Rai Thưa cô Sao Thưa cô Nói nhanh lên Tôi phải ra ngoài có chút việc Cho tôi biết có chuyện gì Thưa cô Anna Có chuyện gì với Anna Tôi cố gắng dỗ nhưng mà Cậu ấy không ăn uống gì cả Được rồi cô đi đi Tôi đi kiểm tra Anna Chuyện gì vậy con Nào Có muốn ăn bánh sandwich không Nhìn đi Bánh sandwich trứng Cắn một miếng Ăn đi Đây Nhìn đi Món con thích Ăn đi mà Ăn một miếng đi Con đang hờn dỗi ở đây Con mày thì lại mất đi người bạn thân nhất của mình xin chào anh aditi bí danh ngu ngốc anh thấy bưu kiện của tôi thế nào vở kịch của anh vậy là đủ rồi tôi nghi ngờ vợ tôi vì anh đó nè ông ngốc sao lại tức giận tôi đã trở thành kẻ ngốc sau khi tin vào những điều vô nghĩa của anh tôi đã kiểm tra mọi thứ anh nghĩ abiszek là Avinash gupta sao ông ấy là một danh nhân rất lớn ở thụy sĩ anh vẫn như vậy sao vì tôi đã nói cho anh biết rồi Nên tôi sẽ nói lại lần nữa Sẽ không làm hại gì tới anh đâu Tôi không có hứng Tôi không có thời gian rảnh rỗi đi nghe thêm đâu Nghĩ lại đi Anh đã mắc một sai lầm lớn Tôi biết mình làm gì Đừng nói gì thêm nữa Hãy thử tin tưởng tôi một lần đi Bằng chứng mình sẽ thấy ngày hôm nay Sẽ tiết lộ một mặt thật của vợ anh ra Anh đang nghĩ gì Được thôi Vậy lần này đến gặp tôi Và đưa bằng chứng đi Chuyện gì vậy Anh chỉ đến thế thôi sao Sẽ lại cảm thấy sợ hãi Nếu anh nói sự thật gặp mặt nói chuyện đi. Được tôi nếu nóng lòng muốn gặp tôi, tôi sẽ làm. Hãy đến Chi Văn Miêu vào đúng 12 giờ đêm. Đưa tôi đến sân bay. Làm đi che đầu trong các nghi lễ tôn kính chúng ta không tổ chức lễ hội sắc màu làm thế nào để mình tiếp tục mối quan hệ này đây gì cả. Dừng xe lại, साफ दर्द है साफ राहती anh sẽ chịu trách nhiệm về cái chết của em trai tôi anh đang định rời bỏ tôi phải không nếu đã muốn đi tại sao phải mạo hiểm đến đây tôi biết điều này không hề dễ dàng với anh vậy tại sao rồi bỏ tất cả chúng tôi tôi đã nói là tôi biết mình sai rồi mà tôi mất kiểm soát trong cơn giận dữ của mình tôi nói mà không nghĩ gì cả vậy mà anh trừng phạt tôi sao anh bỏ rơi tôi giữ chừng trong cuộc chiến của tôi tại sao vậy sao cô còn quan tâm tới tôi chuyện gì vậy anh có thể lo lắng cho tôi nhưng tôi không thể lo lắng cho anh sao tôi là bạn của anh mà bạn sao cô không phải bạn tôi những gì tôi làm cho đến giờ đều không phải vì tình bạn tôi cũng không làm điều đó chỉ vì tôi cao thượng vậy tại sao anh đã làm những chuyện này quên đi nói ra không có lợi gì cả hãy quên đi tất cả những gì đã xảy ra quên rằng tôi đã bước vào cuộc sống của cô nơi ra anh phá vỡ tình bạc của ta sao đúng tôi đang cắt đứt tình bạc của chúng ta bởi vì si kha cô không thể là bạn của tôi tại sao tại sao tôi không thể là bạn của anh nói tôi biết đi nói tôi biết tại sao Bởi vì tôi yêu cô Tôi yêu cô Tôi yêu cô Si Kha Cô nghe rõ không Tôi không biết khi nào Như thế nào Và tại sao là như vậy Nhưng cô Cô không nhận ra điều đó phải không Tất cả những gì tôi làm Đều vì tình yêu của mình Và tôi đã giữ bí mật với cô tôi không muốn trở thành vật cản cho mục tiêu của cô nhưng bây giờ tôi không thể giấu cô được nữa và dù sao thì người tôi yêu thì lại coi tôi như một người bạn vậy thì tôi ở lại có ích gì chứ cô đã nhận được câu hỏi và câu trả lời rồi tạm biệt Lúc cuộc thì người chúc phúc ở đâu rồi chứ? Ai vậy? Tôi là Ajay. Bằng chứng đâu? Anh... Sao anh còn giảm đến trước mặt của tôi Xem những gì tôi mang đến cho anh đi Rồi chúng ta nói chuyện sau Anh có thể đổi tên tôi nếu anh không bị sốc Chuyện gì vậy trái đất rung chuyển Với chân anh rồi sao bây giờ anh tin rồi chứ sao mày ra tôi yêu cô Sao lần trước không cho tôi xem bằng chứng này Sao lại chứng minh tôi là kẻ nói dối trước mặt mọi người Si ca và thanh tra dọa giết tôi Tôi đã nghĩ tôi chỉ bị ở tù trong vài ngày Nhưng họ không muốn thả tôi Vậy thì bây giờ Làm thế nào mà anh ra tù Thật may mắn có người tốt bụng đến giúp đỡ Và bảo lãnh cho tôi Ai Đừng cô thế của tôi và người. Chúc phúc cho anh đó. Cái gì? Ý anh là? Đúng. Anh ấy không phải là người chúc phúc cho anh.